Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình vừa đi làm về, mình nhìn thấy cái cảnh này nè mọi người ơi. Cái hồ cá của mình, cái miếng ngăn nó bị ngã xuống luôn. Trời ơi, la hán nó vượt qua bên cái hồ của Hồng Két luôn. Còn nó rượt, nó rượt Hồng Két kìa, tội nghiệp Két quá. Trời đất ơi, mình không biết lý do tại sao. Tại sao mà cái miếng ngăn này nó bị ngã xuống mà không biết ai là thủ phạm đã ủi cái miếng ngăn này rớt xuống nữa để nó bay qua đây. Trời ơi, con Hồng Cát nó sợ quá, nó chạy qua đây nó trốn luôn. Các bạn nhìn cái mặt của con La Hán kìa, thấy nó hung dữ không? Nó là một cái loại cá săn mồi á, bởi vậy cho nên là mình không có thể nào mình nuôi chung với những cái loại cá khác được. Mặc dù là cũng có rất là nhiều người nói là mình nuôi chung với lại cá rô phi hay cá chép, nhưng mà thật sự nó bây giờ nó bự quá rồi, đâm ra thành mình không có nuôi chung được. Mình phải cho nó riêng, mình ngăn ra một bên đó là La Hán và một bên đó là Hồng Két, nhưng mà nó vẫn không có tha cho hai em Hồng Két này. Mình kêu ông xã của mình nó làm nhanh nhanh ngăn lại, còn không có để con La Hán đầu to này nó rượt con Hồng Két này, tội nghiệp. Mà thật sự mình thấy Hồng Két bên kia nó cũng bự, cũng không có thua gì La Hán đâu, mà bản chất nó hiền lành nhút nhát á, cho nên nó rất là sợ cái con La Hán. Nhưng mà nếu như mà cắn nhau thì nó không có cắn lại, tại vì La Hán nó thuộc cái loại cá săn mồi mà nó cái miệng nó hả được, nó có răng. Còn cái con Hồng Két thì không, cái miệng nó hình trái tim, cho nên là nó không có hả to để mà nó cắn được, chỉ có lấy cái đầu nó ủi ủi thôi à. Cho nên là Hồng Két là không thể nào mà cắn lộn lại La Hán được. Thì mình làm lẹ lẹ để nó không có bị con La Hán này rượt. Mình cũng không hiểu lý do tại sao luôn á, mà cái miếng ngăn này nó cứng lắm á, mà sao mà nó có thể ngã được mình cũng không biết luôn á, không biết ai là thủ phạm nữa. Giờ mình cho các bạn coi lại cái cảnh hồi nãy á. Con La Hán này nó cũng hăm dọa và rượt cái em Hồng Két nhỏ nè. Thấy tướng ảnh hôm nay bự không? Coi nè, coi nè, coi nè. Trời đất ơi, ỷ lớn hơn hiếp nhỏ. Thấy La Hán hù hù vậy thôi à. Thấy chưa? Hù hù thôi là em kia sợ rồi, không có tới cắn, hù hù thôi, mắc cười quá à. Bây giờ ngăn lại rồi xong, thấy không, cái con La Hán đầu to nó cứ bơi qua bơi lại, nó không có vui nữa rồi, ngăn lại rồi nó hết vui rồi đó. Có người nói với mình đó là mình nên nuôi cá lâu kiến chung với lại con La Hán này, tại vì cái bản tính của con cá lâu kiến này nó rất là nhút nhát, nó thích cái sự yên tĩnh, khi mà bị động thì nó sẽ nhanh tìm nơi để mà nó trốn á, thì nó sẽ trốn được cái con cá La Hán này rất là nhanh. Nhưng mà theo mình á thì cái con cá La Hán nhà mình này mình sợ lắm, cho nên nó không dám nuôi chung với bất cứ thứ gì hết á. Hôm bữa cái hồi nhà mình nè, các bạn nhớ không, thì mình cũng có để một cái cục gỗ rồi này kia cho cái chỗ để mà mấy con cá nó núp rồi đó. Thì mình cũng nuôi chung mấy con cá nhỏ nhỏ, nhưng mà không có được đâu, con cá La Hán này nó hất luôn cả cái miếng gỗ đó lên luôn á. Cho nên là mình không có thể nào mà mình nuôi chung cái con cá này với bất cứ con cá nào khác, mà nhỏ là càng không thể nữa, tại vì con này nó sẽ cắn nó ăn luôn á. Mọi người thấy khi mà mình ngăn ra rồi á thì mình cảm giác thấy rất là lạ luôn ha. Thấy em Hồng Két em có bơi sát ở bên cái miếng ngăn á, là mọi người thấy không? Mọi người thấy cái cảnh này á, mình cũng cảm giác giống như là mình là cái người ngăn cản đôi uyên ương vậy đó. Giống như hai người đang yêu thương nhau mà tự nhiên mình đây mình ngăn cản á. Trời ơi, hai con nó đang tâm sự kìa, không hiểu luôn á. Mình cái cảnh này á, sau mình đi vô trong nhà xong rồi cái mình tắt đèn đi á, cái mình đi ra mình thấy cái cảnh này á, cái mình quay video cho mọi người xem, hai con nó đang tâm sự thỏ thẻ cái gì với nhau á. Thấy không, mắc cười quá à. Trời ơi, nhìn mắc cười quá mọi người ơi. Thấy hai con nó mắc cười quá à. Nó giống như là nó đang nói chuyện với nhau thật sự vậy đó ha. Nó thỏ thẻ với nhau, tâm sự với nhau về đêm kìa. Cái cảnh này là lúc mà mình tắt đèn giả bộ mình đi ngủ rồi đó, xong mình mới đi ra mình thấy cảnh này đó.
mình không hiểu tại sao á là hai con này nó có cái thái độ như nó đang rất là yêu mến nhau, nhưng mà vừa thả ra một cái là cái con đầu to này nó rượt em này, nó cắn quá trời luôn, làm sao thiệt tình luôn mà thấy mắc cười quá, anh quay thấy mắc cười á, thấy em hồng két dễ thương quá, nó thấy mình quay rồi, thấy mình quay nó quê rồi đó, thấy không, thấy là hắn nó thấy mình biết tẩy của nó rồi đó, cái nó quê á, con mắt nó kìa, mắt nó liếc liếc nữa. Sự so sánh giữa cái con la hán với lại con hồng cát này á, thì cái con cá la hán á, là tiếng Anh người ta gọi nó là flower hole cichlid á, có nhiều người á, thì họ chỉ gọi là flower hole thôi. Nó là một trong những cái loài cá cảnh nhiệt đới được ưa chuộng trên thế giới và cả Việt Nam, và dạo này thì mình thấy cái người dân ở Hoa Kỳ, nhất là người châu Á mà sống ở nước ngoài thì đa số là mình thấy họ lựa chọn cái giống cá la hán này rất là nhiều. Còn cái con cá hồng cát á, thì nó tên tiếng Anh á, là Plethora cichlid, tiếng Việt nó gọi là cá huyết anh vũ á. Thường thì mình thấy người ta rất là ưa chuộng hai cái loại cá này, lý do là hai cái loại cá này nó cũng dễ nuôi, mà nuôi giống như mình đó thì mình phải ngăn ra giống như vậy đó, thì một bên đó là mình nuôi la hán, còn một bên đó thì mình nuôi hồng cát, thì hai cái loại cá này á, nó cũng giúp cho cái hồ cá ở trong gia đình mình nhìn nó rất là sinh động, nó rất là đẹp á. Các bạn hôm nay các bạn nhìn thấy cái con cá hồng cát của mình nó rất là lạ luôn á, khi mà mình tắt đèn á thì nó đổi thành một cái màu kỳ lắm, đỏ ửng lên, rồi khi mà mình mở đèn lên, trong cái lúc này á là mình đang mở đèn lên nè, thì mình thấy á cái màu của nó trắng trắng giống như là bạch kim vậy đó ha, mà mình cảm thấy nó giống như là một cái nàng tiên mà giống như bơi qua bơi lại vậy á, nó giống như nàng tiên cá, đúng rồi, nó giống như nàng tiên cá vậy á, nó rất là yểu điệu thục nữ, mà cái khuôn mặt của nó nhìn rất là đáng yêu, giống như lúc nào nó cũng vui vẻ mà lúc nào nó cũng cười á. Cái con hồng cát này nè, nhất là khi mà mình mà tới quay phim nó rất là vui luôn á, chưa bao giờ mà mình tới mình quay phim nó mà nó bỏ đi chỗ khác á, nó toàn là đứng sát ngay cái miếng kiến á và nó muốn mình rờ lên cái miếng kiến không, mà cái con hồng cát á, cái mặt nó rất là vui, các bạn thấy không, khi mà mình tới á là nó luôn luôn ở gần đó và nó muốn mình rờ lên cái người nó vậy đó, thấy nó mắc cười ghê luôn. Cái em hồng cát dễ thương lắm, còn cái em la hán này coi nè, mỗi lần mà mình tới là cái miệng của ảnh nè, à, cái miệng ảnh mình đớp đớp nè, thấy chưa, thấy không, hung dữ lắm, lúc nào cũng cũng cái miệng cũng vậy hết á, coi nó nè, thích cắn người lắm, mà nó cứ nó đập cái hàm răng nó vô trong cái miếng kiến này, xưng cái mỏ biết bao nhiêu lần rồi mà nó không có chừa, coi là thấy thấy cái miệng ở phía dưới của nó, mọi người thấy không, đỏ hồng nó luôn, là cái tội đó, nó cái tội ham cắn người đó đó, coi nó kìa, nó nhìn thấy cái mấy em hồng cát ở bên này bơi vui vẻ nó cũng bực nữa đó. Và em hồng cát này á với lại em la hán này á là hai em này là bằng tuổi với nhau luôn á, chỉ có cái em hồng cát nhỏ nhỏ kia á là mình mới mua nuôi sau này thôi, chứ còn la hán này với lại cái hồng cát bên kia á là bằng tuổi, là gần 4 tuổi á các bạn, nhưng mà cái mức độ tăng trưởng của la hán thì nó mạnh hơn nha, nó to mà cái gù nó càng ngày nó càng to nè, các bạn thấy không, hôm nay á cái gù của nó to quá trời to luôn, mà nó càng ngày nó càng đẹp, cái con la hán này bây giờ nó càng ngày nó càng đẹp. Còn cái em hồng cát ở bên này tuy là bằng tuổi nhưng mà mình thấy nó cũng không có lớn bằng ha, còn em la hán này phát triển rất là lớn luôn, càng ngày thì cái màu của em nó càng đỏ. Mình càng nhìn cái con cá hồng cát nhà mình thấy nó đáng yêu ghê luôn á, nhất là cái miệng của nó đó các bạn nhìn lên cái miệng của nó không bao giờ mà nó khép lại được. Còn cái em la hán này thì thôi, hai con mắt của em á kìa, lanh ơi là lanh luôn á, không hiểu sao á mà cái con la hán này á, nó lúc nào nó cũng hung hăng hết á, ngày nào mình về mình cũng phải giỡn với nó hết á, mà mình mà không giỡn với nó là mình nghe trong cái hồ á kêu rầm 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 á là mình phải quay lại rồi phải đứng giỡn với nó một hồi vậy đó, rồi xong rồi mới đi ngủ nha, chứ còn không là nó không có chịu đâu á.
riết thì nó quen. Bởi vậy cho nên khi mà mình mà nuôi cá thì những cái loài cá này nó cũng sống rất là gần gũi mình, thì nó là một trong những cái loại mà thứ ba nó sau chó với mèo đó, là nó rất là gần gũi với con người á. Cho nên đó là khi mà mình nuôi những cái loài cá này ở trong nhà, mình cũng thường xuyên tới chơi với nó để cho nó quen với mình á, nó thân thiện rồi nó quen với mình thì nó sẽ không còn nhút nhát nữa ha. Và bây giờ mình xin dừng video này ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của con gái bà Tô nha. Xin chào và tạm biệt. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui.